sân nhà vòng mạch ngọc tay ngà uốn khúc
và thanh phong áo lụa dìm kia để bà cò sung si. Thank you.
Kính thưa tất cả quý vị, một tràng pháo tay nữa cho nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đến từ nhà hát Tuổi Trẻ, thủ đô Hà Nội. Chúng ta vừa đến với tiết mục hát chầu văn giá chầu bà đệ nhị thượng ngàn do nghệ sĩ nhân dân Lan Hương của nhà hát Tuổi Trẻ và Ban Công Văn Nguyễn Thế Anh tỉnh Thái Bình biểu diễn.